Xin mời các bạn đầu cầu yên lập trình bày đi, chúng tôi chưa nghe thấy tiếng các bạn đâu cả. Alo, bệnh viện Yên Lập bật micro lên ạ. Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng của các bạn ở bầu cầu Yên Lập ạ. Tối. HCT là 1.6, tiểu cầu là 177, Thanh Hóa thì có Uro 8.6 và KV 105. Các xét nghiệm khác bình thường. Kết quả liên quan thì có hình ảnh dày phế quản, dày tổ chức kẽ. Chẩn đoán bắt đầu và xử trí bắt đầu bọn em chẩn đoán là sốt cơ động mạch, ung thư gan, viêm phổi, được xử trí tận dịch. Các đi có lít chính là 1.000 ml, đánh giá là tác là 500 ml, kháng sinh bọn em sử dụng sốt cao cao sơn 2 g trên ngày và hạ sốt. Bệnh nhân hết sốt sau 2 ngày điều trị tại khoa. Sống đến lâm sàng này và cận lâm sàng. Kết quả xét nghiệm công thức máu ngày 7 tháng 10, bạch cầu 2.000 tên, đã được tính 8.1%, 0.1%, tiểu cầu giảm đến 133, hemoglobin 132. Đến ngày 19 thì bạch cầu xuống 2.000 tên, đã được tính 81%, lên cơ là 13.6%, tiểu cầu xuống 1.520, hemoglobin là 135. Đến ngày 2 tháng 10 thì bạch cầu là 2.001, lên cơ là 13% và đã được tính 68%. Tiểu cầu là 75, sinh hóa SGOT trên SGPT là 169/67. Đến ngày kết quả test đanh NSA1 tương tính và ICM và IG âm tính, các xét nghiệm khác cơ gan đường C và các nhân sốt đơn âm tính, AB đường tính. Chẩn đoán và diễn biến lâm sàng ngày thứ 8 điều trị. Chẩn đoán của nam chẩn đoán là sốt sốt huyết theo dõi trên viêm phổi và trên viêm phổi đại tiểu viêm não hoàng não trên đường dương trì dài tiền hàng tuyến. Lâm sàng ngày về lâm sàng thì bệnh nhân còn đau đầu chóng mặt hơn nhiều khi thay đổi tư thế, ăn kém, ăn kém là do nôn nhiều, không sốt và bí đái, đã khảo sát tiến trường được tiễn. Bệnh nhân đã được dùng thêm các thuốc tăng canin 500 mg trên 4 ống trên ngày, volunarizin 5 mg trên 2 viên trên ngày, ăn sifun 10 mg trên 1 viên trên ngày, đảm bảo năng lượng 1.800 kcal các loại trên ngày. Vấn đề đặt ra sau khi đến bệnh nhân này còn chẩn đoán sốt xuất huyết, thưa thưa thầy các cô ạ, hiện tại trên bệnh nhân này thì chẩn đoán sốt xuất huyết đã phù hợp chưa ạ? Chẩn đoán và điều trị viêm phổi như thế đã phù hợp với diễn biến lâm sàng không ạ? Vấn đề đặt ra nữa là bọn em có nên chọc thịt não kỹ trong trường hợp này để loại trừ viêm não hoàng não hay không ạ? Và có cần bổ sung thêm thuốc gì để cải thiện tình trạng của bệnh nhân không ạ? Xin hết ý kiến. Vâng, cảm ơn bạn cho một cái bệnh án cũng rất là hay. Xin mời thầy Cường, chuyên gia về truyền nhiễm. Vâng, xin kính thưa các thầy, các quý vị đồng nghiệp, một cái ca bệnh mà tôi cho rằng cũng khá điển hình của một cái bệnh là sốt xuất huyết. Thế thì
vì cái triệu chứng lâm sàng theo tôi là cũng khá rõ và lại có cái xét nghiệm khẳng định. Đấy, thế thì tuy nhiên thì với cái trong cái bối cảnh là chúng ta đang có dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội ấy, thì những cái địa phương như ở lân cận Hà Nội hiện nay là cũng có sốt xuất huyết, nên các anh chị lưu ý. Không biết ở cái vùng dịch tễ ở đây thì các bạn nói là không có yếu tố về sốt xuất huyết, nhưng tuy nhiên thì hiện nay là các bệnh nhân sốt xuất huyết ở các cái vùng dịch tễ như Hà Nội lại đi về các tỉnh, thế và sẽ muỗi cũng sẽ lan rộng ra và sẽ có dịch. Thế cho nên là mặc dù trong chẩn đoán sốt xuất huyết là một yếu tố rất quan trọng, mặc dù ở đây các bạn nói là không có dịch tễ về sốt xuất huyết, nhưng với cái biểu hiện như là sốt đột ngột, đau mỏi người, đau đầu, thế rồi thì da sung huyết thì là phải nghĩ đến. Ở đây thì cái xét nghiệm cũng rất là đặc trưng cho sốt xuất huyết, đó là bạch cầu có 4.600 thôi và có xu hướng giảm, những ngày hôm sau có 2.000 thôi. Thế thứ hai là tiểu cầu cũng giảm, tiểu cầu 177 mà về sau này những ngày sau tiểu cầu, ví dụ ngày 12 tháng 10 vào ngày thứ bảy là chỉ còn có 75, thì chứng tỏ là cũng rất là phù hợp. Tuy nhiên thì trong đây thì có hematocrit 0,46, thế không không thể nói hematocrit, thì các bạn hết sức lưu ý là trong sốt xuất huyết là cái biến chứng là không chỉ giảm tiểu cầu gây sốt huyết mà nó gọi là dẫn đến hiện tượng cô đặc máu và dẫn đến thoát huyết tương và tăng tấm thành mạch thoát huyết tương và có thể dẫn đến sốc và chết do sốc giảm thể tích và tăng tinh thấm, chứ không phải là do hạ tiểu cầu đâu. Nên các anh chị phải lưu ý là cho tôi cái con số của hematocrit ở đây. Thế thì và rất quan trọng trong những ngày hàng ngày theo dõi công thức máu là ba chỉ số quan trọng, một là hematocrit, hai là tiểu cầu và ba là số lượng bạch cầu cũng như là công thức bạch cầu. Đấy, còn cái hóa sinh thì ở đây là chúng tôi thấy là cái ure 8,6 và creatinine 105 thì là bắt đầu có biểu hiện là mất dịch. Đấy và dịch là nó khô, tức là cơ thể do sốt nhiều, do mất nước mà cũng phải chuyển về creatinine bắt đầu tăng, ure tăng và men gan cũng đã có biểu hiện tăng. Đấy và những ngày đầu men gan bình thường và những ngày sau thì men gan đã tăng lên 169 và 67. Đấy. Tất cả những cái xét nghiệm cũng như là về mặt lâm sàng thì tôi cho rằng rất điển hình của sốt xuất huyết. Và tôi xin nhấn mạnh đó là cái xét nghiệm NS1, cái này thì trong đó tiến sĩ Phương có thể cũng sẽ nói về ý nghĩa cũng 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 cái cách thức làm xét nghiệm nào. Đây là một cái xét nghiệm NS1, là một cái kháng nguyên của virus là rất đặc hiệu từ những ngày đầu đã dương tính rồi. Thế cho nên là chúng tôi cho rằng khi các anh chị xét nghiệm với lâm sàng điển hình mà NS1 dương tính thì chúng ta có quyền khẳng định đây là một ca sốt xuất huyết rồi. Và đấy là cũng mặc dù IgM, IgG âm tính thì những cái này có thể dương tính những ngày sau. Thế cho nên là những ngày đầu mà các anh chị làm thì NS1 dương tính là chúng ta khẳng định. Thế thì đấy là trả lời cái câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai. À, thứ nhất tức là bệnh nhân này chẩn đoán sốt huyết đã phù hợp chưa, thì câu trả lời là đã phù hợp rồi. Thứ hai là chẩn đoán điều trị viêm phổi có phù hợp không. Thế thì về mặt lâm sàng ấy thì chúng tôi thấy rằng viêm phổi thì chúng tôi không thấy là có biểu hiện ho hay sốt hay đau ngực cái gì cả. Thế mà chỉ có trên X quang ngực mà hình ảnh dày thành phế quản, dày tổ chức kẽ. Thì có lẽ chốc nữa tiến sĩ Khảng sẽ cho xem cái chụp hình ảnh X quang như nào. Tuy nhiên thì trên sốt xuất huyết thì từ những ngày thứ tư thứ năm trở đi bắt đầu có thể có hiện tượng thoát dịch và bắt đầu có hiện tượng là tràn dịch màng phổi là chính chứ không có biểu hiện viêm. Thế thì theo tôi thì cái chẩn đoán và điều trị viêm phổi là không phù hợp. Cái vấn đề thứ ba là có nên chọc dịch não tủy với trường hợp để loại trừ viêm não hay không, thì theo tôi khi đã chẩn đoán là xác định sốt xuất huyết rồi thì sẽ không nên chọc dịch não tủy, mặc dù cũng đã có tỷ lệ nhỏ chúng tôi cũng đã từng gặp là trong sốt xuất huyết có gây nên biểu hiện viêm não màng não do virus đanh đấy, thì tuy nhiên thì cũng rất là nên hạn chế vì ở đây có thể nhầm với cái triệu chứng là đau đầu, đau mỏi người là của sốt xuất huyết. Đấy cho nên là mọi người nhiều trường hợp chọc dịch não tủy nhầm và chẩn đoán nhầm viêm màng não, nhưng mà chọc dịch não tủy là bình thường. Cho nên là nếu như trường hợp mà tiểu cầu cũng hạ nữa nhiều thì cũng không nên chọc dịch não tủy. Và mình điều trị đã xác định một bệnh rồi thì cũng không nên nghĩ đến để loại trừ viêm màng não nữa. Nếu có thì chỉ chọc khi mà chúng ta nghĩ đến biến chứng của sốt xuất huyết là gây viêm màng não thôi. Đấy còn câu thứ tư nên bổ sung thêm các thuốc gì tăng tình trạng của bệnh nhân thì sốt xuất huyết là chúng ta phải lưu ý hai vấn đề, một là chúng ta truyền dịch và theo dõi các cái biến chứng. Thế thì truyền dịch ở đây các bạn cho những ngày đầu truyền dịch natri clorua 0,9 phần nghìn 1.000 ml và thêm brengenactat 500 ml thì tôi cho là cũng cũng phù hợp với cái những ngày đầu là có biểu hiện là mất nước ấy. Thế thì truyền những ngày sau thì hết sức lưu ý và phụ thuộc vào cái tình trạng cô đặc máu để chúng ta chọn cái dịch truyền cho phù hợp. Tất cả các bệnh nhân sốt xuất huyết khi xảy ra sốc hoặc là mất gọi là tử vong đấy
thì thường là do truyền dịch không đúng hoặc là do sốc, đi vào sốc giảm thể tích. Cho nên là chúng ta cái việc rất quan trọng là theo dõi công thức máu, đặc biệt cái tỷ lệ cái hematocrit và dùng và truyền dịch. Nếu như trong trường hợp có thoát dịch, gọi là sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, tức là có biển tụt tiểu cầu nhanh này, hematocrit tăng nhanh, cũng như là có biểu hiện tăng men gan nhanh, hay là có biểu hiện sốc, chi lạnh rồi rời da, ẩm lạnh, đau bụng rồi vật vã, kích thích, thì đó là biểu hiện đi vào sốc và thường xảy ra ngày thứ 5 trở đi, thì phải hết sức lưu ý trong vấn đề truyền dịch và phải lựa chọn cái dịch truyền cho phù hợp. Còn ở đây chúng tôi cũng góp ý là cái vấn đề dùng kháng sinh ấy, dùng cefoperazone thì 2 gam một ngày, 2 lọ một ngày là chúng tôi cũng theo tôi là không nên dùng, vì chúng ta lúc đầu chưa biết nhiễm trùng ở đâu. Nếu các bạn có chẩn đoán là viêm phổi thì cũng không chỉ dựa vào X quang ngực. Và thứ hai là cái chẩn đoán viêm phổi là dùng cefoperazone thì có lẽ cũng không hợp lý lắm. Thì các bạn nên dùng cái kháng sinh thế hệ 3, loại nhóm cefotaxim hoặc là ceftazidim thì hơn là cefoperazone. Cefoperazone thì thường nên cho dùng các cái vi khuẩn ở trong đường tiêu hóa, ví dụ như gan mật hay là đường tiêu hóa thì tiết niệu đấy thì dùng nó sẽ phù hợp hơn. Thì tóm lại thì các bạn cũng sẽ theo dõi và hy vọng là cái bệnh nhân này cũng hôm nay là ngày thứ, tức là theo như ngày thứ 5 bắt đầu mắc bệnh thì hôm nay ngày thứ 12 thì là sau 7 ngày rồi, thì bệnh nhân cũng lưu ý cái men gan tăng này, thì cũng chú ý cho chế độ ăn uống, và cũng sau này trong sốt xuất huyết thì men gan nó tăng thì sau độ 1-2 tuần thì sẽ trở về bình thường, cũng không quá đáng lo ngại. Thế còn cái bạch cầu ở đây giảm 2004-2001 đấy thì sau này nó sẽ tăng lên, thì thường ngày thứ 7, ngày thứ 10 nó sẽ trở về bình thường. Thế cho nên là về mặt điều trị thì các bạn chỉ theo dõi thôi và cũng không nên cũng không cần thiết phải truyền tiểu cầu. Tiểu cầu là có chỉ định truyền nếu mà dưới 5 hoặc là tiểu cầu dưới 10 mà có biểu hiện xuất huyết, và phải theo dõi rất sát cái biểu hiện nữa. Nếu như mà có biểu hiện xuất huyết như chảy máu cam, chảy máu chân răng hay các cái biểu hiện khác và theo dõi thì sau độ 1 tuần cho đến 10 ngày thì bệnh nhân sẽ hồi phục. Vâng, xin hết ạ. Cảm ơn thầy Cường, xin mời thầy Khảm cho xem cái phim. Và thưa các thầy và các anh chị, thì trên em không có thấy có được cái phim X quang ở đây, còn cái mà em có được là cái phim CT sọ não, và em không thấy chắc là không thể gửi cho bên mình. Và trên cái CT sọ thì không thấy đặc biệt, không thấy những cái biến chứng xuất huyết ở trong nội sọ và não và nhu mô não thì không có xuất huyết, và chỉ có tình trạng teo não thì cái này nó phù hợp với tuổi của bệnh nhân thôi. Và nhưng mà bệnh nhân này ta thấy có một sự lưu tâm là 80 tuổi, có tiền sử gọi là u sơ tuyến tiền liệt và hiện nay đang bí đái, đúng không ạ? Đây, xin mời thầy Nghĩa có gợi ý gì thêm cho các bạn về xét nghiệm. Về trường hợp này thì thưa thầy Bình, thưa anh các chị, là về trường hợp này thì như thầy Cường đã phân tích thì nó đã rõ một cái sốt xuất huyết, thì thực ra cũng không cần phải để làm thêm nhiều xét nghiệm nữa. Nhưng nếu có điều kiện chúng ta cũng làm thêm một số cái dấu ấn sinh học về nhiễm trùng để chúng ta vừa khẳng định và vừa để phân biệt luôn cái có viêm phổi hay không. Còn u sơ tiền liệt tuyến và đang có bí đái thì ngoài siêu âm thăm khám thì chúng ta cũng nên làm cái PSA. Nếu PSA mà nó trong khoảng từ 4 đến 10 thì chúng ta nên làm thêm cái PSA tự do. Còn nếu nó dưới 4 thì thôi. Theo ý kiến của tôi là như vậy. Vâng, cảm ơn thầy Nghĩa. Xin mời cô Phương Vi Sinh cho cái ý kiến về xét nghiệm. Kính thưa thầy Bình, kính thưa các thầy các cô và các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp. Với trường hợp bệnh nhân này thì tôi nghĩ là hoàn toàn nhất trí trước chuẩn đoán là đanh xuất huyết. Ở bệnh nhân thì đối với cái xét nghiệm mà cho việc khẳng định đanh xuất huyết thì với xét nghiệm vi sinh thì NS1 là protein, là kháng nguyên, protein mà có khả năng phát hiện trong sớm nhất đối với trường hợp mà sốt virus đanh. Thường NS1 thì chúng ta phát hiện trong cái thời gian là ngày đầu tiên, có thể phát hiện sớm trong cái ngày đầu tiên khi mà bệnh nhân có sốt, và trong vòng 5 ngày thì chúng ta phát hiện được NS1. Sau đó thì đến ngày thứ 7 trở đi thì bắt đầu có thể phát hiện được kháng thể IgM hoặc là IgG đối với virus đanh. Như vậy là trong cái trường hợp này, nếu như cái kết quả xét nghiệm của các bạn là khẳng định thì NS1 dương tính thì chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định với bệnh nhân này là sốt virus đanh. NS1 thì
Chúng ta biết rằng đây là cái kháng nguyên bổ thể hòa tan, nên do đó mà nó đặc hiệu cho cái sốt virus đanh, do đó chúng ta không quá quan ngại trong cái việc là đối với khi mà chúng ta đã phát hiện được là kháng nguyên NS1AZ của virus đanh, chúng ta khẳng định. Ngoài ra chúng ta còn phải làm các cái xét nghiệm về huyết học khác, ví dụ như là cái xét nghiệm về tiểu cầu hematocrit để chúng ta khẳng định cho cái sốt virus đanh, thì đấy là đối với virus đanh. Thế còn thì đấy là một số các ý kiến của tôi. Ngoài ra thì trong cái trường hợp bệnh nhân này, bệnh nhân 80 tuổi có u sơ tiền liệt tiến. Thứ hai nữa là bệnh nhân dù là có sốt virus đanh, nhưng mà với bệnh nhân nhiều tuổi như vậy thì chúng ta không thể chủ quan với những các cái nhiễm trùng khác. Thứ nhất là viêm phổi, thứ hai là các cái nhiễm trùng tiết niệu với bệnh nhân có u sơ tiền liệt tiến như thế này. Do đó mà chúng ta vẫn phải tầm soát, chúng ta vẫn phải xét nghiệm cấy nước tiểu xem là có bệnh nhân có cái nhiễm trùng tiết niệu hay không. Thứ hai là cái theo dõi các cái bệnh lý về đường hô hấp, bệnh nhân có đờm hay vân vân, có trụ phổi, chúng ta phải tầm soát hết với cái bệnh nhân nhiều tuổi như vậy. Đấy là cho cái trường hợp bệnh nhân này. Thế còn đanh thì cơ bản chúng ta có đủ bằng chứng để chúng ta khẳng định được. Vâng, xin mời cô Lan Hương, chuyên gia huyết học. Kính thưa thầy Bình, kính thưa anh chị, bệnh nhân này thì như thầy Cường đã phân tích thì nó hoàn toàn phù hợp với một cái trường hợp mà đanh xuất huyết ạ. Và hiện tại về huyết học thì em cũng đề nghị là các bác sĩ ở bệnh viện Lập Thạch thì tiếp tục là kiểm tra theo dõi cái tế bào máu ngoại vi cho bệnh nhân ạ, đặc biệt là chú ý cái hematocrit và cái diễn biến của số lượng tiểu cầu để xử lý ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Lan Phương. Tóm lại thì các bạn đầu cầu Yên Lập, các bạn đã thấy thỏa mãn chưa? Các bạn còn có ý kiến gì không? Vâng, tôi xin cái bệnh nhân này thì cái vấn đề ý thức của bệnh nhân về sau mà đeo chụp CT thì ý thức của bệnh nhân là rất là mệt mỏi, đi mệt, và đến ngày thứ hơn ngày thứ 12 rồi và có tí đái thì bọn em nếu như bệnh nhân này thì có tiền sử vì đã được tiến nhưng lại không có triệu chứng vi đá trước đấy, mà đến khi vào viện rồi mới bắt đầu có triệu chứng vi đá, nên bọn em mới nghĩ đến vấn đề là tổn thương về thần kinh, nên bọn em cho chụp em ra và mong muốn là có thể chọc dịch não tủy để cả để chẩn đoán thêm hơn, có viêm mảng não hơn ạ. Em xin biết. Vâng, xin cảm ơn. Tôi thấy các bạn xử lý trường hợp này cũng rất là chuẩn rồi, bởi vì những cái trường hợp sốt xuất huyết như tôi vừa nói đấy, những cái trường hợp ban đầu mà các bạn nói không có yếu tố dịch tễ thì chẩn đoán rất khó khăn, đặc biệt là cái người già 80 tuổi. Nhưng cũng xin lưu ý là trong cái vụ dịch sốt xuất huyết năm nay ấy, là cái người cao tuổi chiếm rất là nhiều. Chúng tôi cũng gặp thường xuyên các bệnh nhân 60, 70 tuổi, 80 tuổi là cũng bị sốt xuất huyết, cho nên là có thể chúng tôi đang tìm hiểu xem cái tuýp nó là tuýp mấy, năm nay có thể là nó cũng hay gặp ở người cao tuổi. Thế nên là những cái xử lý như các bạn đề nghị là cũng nên xem tìm tầm soát ngoài sốt xuất huyết, vì nếu như không có yếu tố dịch tễ thì rất khó để chẩn đoán. Nhưng tuy nhiên thì với lâm sàng như thế thì các bạn có thể toàn quyền nghĩ đến những cái tổn thương, ví dụ như là viêm đường tiết niệu này, hay là có thể viêm màng não hay không, nếu như các triệu chứng nó có thể nó trùng lắm. Nhưng mà chúng tôi cho rằng là cái mấu chốt ở đây ấy, nếu mà xét nghiệm NS1 mà không dương tính tức là thì rất khó để chẩn đoán được cái ca này. Vâng, xin hết ạ. Vâng, còn một vấn đề tôi quan tâm đó là trên một người này thì dinh dưỡng như thế nào, trong khoảng một thời gian vừa rồi ăn uống như thế nào, các bạn cho biết. À, thì thầy là bọn em luôn bảo đảm dinh dưỡng bệnh nhân trên 1.800 kcal này. Vâng, xin mời cô Minh Dược Lâm Sàng có ý kiến. Vâng, kính thưa thầy Bình, kính thưa các anh chị. Thì ở bệnh nhân này có cái chậm vận động và nghi ngờ mà bệnh nhân viêm màng não ạ, thì thầy Cường cũng đã nói rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây bệnh nhân có dùng flunarizine thì em nghĩ là mình nên bỏ đi ạ, tại vì nó làm chậm vận động mà cũng làm giảm ý thức của bệnh nhân ạ, thì mình nên tạm thời bỏ khi mà mình chưa xác định rõ nguyên nhân ạ. Mà. Các bạn đầu cầu Yên Lập có nhất trí không ạ? Vâng, vâng, cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thứ năm tuần tới xem là kết quả nó như thế nào nhé. Hy vọng là cụ sẽ tốt lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, ngày hôm nay như thế là chúng ta đã hoàn thành một số các cái bệnh án hội chẩn và các đầu cầu. Hy vọng là các bạn thảo luận xong chúng ta vừa rồi, chúng ta thực hiện tiếp những cái phương pháp chẩn đoán điều trị cho đến tuần sau, chúng ta xem lại xem là chúng ta thấy còn trục trặc gì không và cần thảo luận gì tiếp. Một lần nữa thay mặt các nhóm đầu cầu, các thầy cô bệnh viện Bạch Mai xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, hy vọng gặp lại các bạn trong thời gian tuần và thứ chiều thứ năm tuần tới. Xin cảm ơn.